qua ba phần vua rằng: năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực hàng phật ly tà ma. Sa thù sa lành thầy chích trần đồng đồng một tâm ma gia để ba ngôi Phật giáo pháp ta đại đức minh hành kính đại lễ đại đức quỳnh kính chào cô tu nữ tham ma chari cùng tăng ni đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể bài kinh pháp cú số 139. Cảm ơn xin nhà đó. Asakam apakhanan cha darunang parikhayan cha nyatinang poganang vapaphangurang rajato va upasagang apparakhanan cha darunang parikhayan cha nyatinang Poganang va papangurang ato va upasagang apakan nanca darunang parikayan ca nyatinang poga papangurang raja to va upasagang apakak kanyan cha darunang pakit parikayan cha nyatinang phoganang vapapangkurang rajato va upasagang apakha darunang parikayan cha nyatinang phoganang vapapangkurang. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội và con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của ngài Minh Châu. Năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo hoa gia quyến các hàng phân đi. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà. Dạ con xin được xuống mic mời sister nghe pháp tiếp theo. Dạ sa thủ kính cảm ơn sít, kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Nam Mô Phật Thà. Dạ Nam Mô Tham Mà. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuyên niệm cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 139. Ra chá tô hoa ú phá sắc gân áp bát kha nanh chá đa rú năng phá rít khá danh chá nhà tí năng bồ ga năng quá bá bằng vú răng ra chá tô hoa ú bá sắc găng áp bát kha năng chá rú đa rú bá rít khá danh chá nhà tí năng bồ ga năng quá bá bàn gú răng hai phá áp đà hú năng phá rít khá danh chá nhà thì quá rú răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm là loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan,
bảy triệu trọng tội, cáo quan tám là gia quyến các hàng phân ly. Bản phổ thơ của Hòa Thượng dưới đức và nghe pháp đã ôn bài xong, kính mời bằng tay của cô tu nữ Má Chá Rí, kính mời bằng tay của quý Phật tử xin xuống mít. Alo, dạ, thầy xích kính mời xích Nhật Huyền, thầy xích giơ tay, thầy xích Nhật Huyền biết máy không ạ? À? Alo, xích Nhật Huyền có chiếc máy không? Nếu có chiếc máy, Vatana xin được kính mời xích Nhật Huyền cầm mic. Chắc xích Nhật Huyền có mặt chiếc máy rồi. Dạ, vậy chắc trong đạo tràng không có ai giơ tay để kể nữa. Mà hôm nay bây giờ còn 10 phút Vatana thấy đại đức huy niệm là Quang Lâm tràng rồi chúng để thỉnh pháp sư Brahmacaloka thipati sampati katanjariyan thivam ayacatha santitha sattaparyakha chatika thesetu Anukampi mang phạ chăng Phạm thiên vẫn ngậm nguyện khoản Phật nhâm lời nhưng đáng dị hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm ở vườn lộc cả ngày rời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy chính là dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia toàn một lòng chẳng thối không mòn nhưng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lặn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng chí chi vẻ vua Bụt Thầy thay mặt đại chúng trong Rome con xin được thành kính cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý ngũ số 140 Nam mô Bụt Thầy gia dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức huy niệm rất lễ để Đức Minh Hạnh Sư Tôn Đức xin chào quý vị Phật tử trong lớp học hôm nay chúng ta học qua cái ngôn pháp cú số 140 bảy sư bảy đầu bài là ngôn số 139
Rồi. Anh hay mình học 140. Trước hết, sư cũng có một vài lời thầy. Hiện giờ theo đồng hồ bên sư là 18 giờ 54 phút, là số lượng trong lớp Bồ Tát Đăng Má để Đức Phật đến, bởi vì lúc đó có một vài công việc riêng, cũng như đi khám bệnh, cũng như có một số những công chuyện riêng cần phải làm, cho nên đi vắng bên 2 ngày, đi ra ngoài 2 ngày á, do mình ở chùa nó cũng quen rồi, đi ra khu vực khác làm công việc của mình á, thì là khi trở về nó cũng cũng mệt, bệnh hoạn thì nó vẫn bình thường không sao, nhưng mà cũng cảm thấy mệt rồi. Hiện giờ ở chùa của Đức cũng có một số những việc phát sinh, chẳng hạn như cũng đang có một cái đám tang là một, rồi có một vị đại đức cũng đang trong cái giai đoạn nhập viện để mà kết online fan talk đó. Giờ chỉ có sư về Đức Pháp Tính có tham gia, cho nên để Đức Pháp Tính bận thì sư rảnh thì sư giảng, và ngược lại nếu như cả hai đều vướng phải công việc thì lúc đó đành chịu thôi. Hôm nay vừa mới về để Đức Pháp Tính có nói là hôm nay sư giảng dùm cho để Đức Pháp Tính luôn ở bên lớp học Bút Thát Đâm Mát, tức là trốn được ngày hôm qua nhưng mà cũng không thoát được ngày hôm nay. Tuy nhiên sư mới sực nhớ lại là hôm nay thứ sáu ở Việt Nam cũng là cái buổi giảng của sư ở room này nè, pháp cú chuyên đề, thì sư đại đức Quốc Tính có nói là thôi về thôi sư làm luôn, sư giảng luôn 2 lớp luôn đi. Đại đức nói rất là mau lẹ và thoải mái, nhưng mà sư nghe xong thì sư cảm thấy nổi da gà. Rồi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái buổi học ngày hôm nay nha quý vị. Sư nhớ rằng trước đây như sư cũng có giảng cái kệ ngôn pháp cú nằm trong cái loạt chuyên mà Đức Phật mà không, trong bài học ngày chúng ta học, như sư nhớ mang máng là sư có giảng về câu pháp cú số 137 sao đó. Đúng rồi, cũng vẫn nằm trong phần duyên sự của ngài Mục Đà La Ná. Hôm nay thì kệ ngôn 140 thì cũng nằm ở trong chung một cái duyên sự, tức là trong một cái sự việc mà Đức Thế Tôn ngài nói lên 4 kệ ngôn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần từ vựng đầu tiên. Chúng con đem mắt lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đến chánh đẳng giác. Chúng con đem mắt lòng thành kính làm lễ giáo pháp. Do
Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng để sửa cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con nên bắt lòng thành kính làm đỡ ông Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phỏng của chúng sanh, là bức điện của chư thiên và loài người. Con xin làm đỡ ba ngôi cao quý. À rồi, được rồi. Nghiệp dư. À. Lát nữa sau khi sư chấm dứt cái buổi học ở bên lớp bên này thì cô Nhật Huỳnh gửi cái email của bài học ở bên lớp Thái Tam Má dùm sư. Sư tranh thủ để mà coi sơ qua về một số những cái chi pháp rồi giảng, chứ sư cũng chưa có biết ở bên đó chúng ta có bài gì. Ở đây kệ ngôn pháp cú số 140 Đức Thế Tôn ngày giảng như sau. Athava sa agarani akidahati pavako kayasa veda uppanyo nirayang so papacchati. Lần thứ nhì. Athava sa agarani Aki hadati pavako kayasa veda uppanyo nirayang so papacchati. Lần cuối cùng. Athava sa agarani aki dahati pavako kayasa veda uppanyo nirayang so papacchati. Trong đoạn đầu tiên là Athavasa Garani Aki Dahati Pawako. Chứ có từ đầu tiên là Wasa. Từ này gồm có chữ qua cộng cho Asa. Ác xá xuất phát từ đại từ ý đăng, đại từ nam tánh, mà đã được chia theo sở thuộc cách số ít, cho nên lúc bây giờ trở thành ác xá. Ác xá có nghĩa là của kẻ ấy, của kẻ ấy hay là của người đó. Rồi, mình có danh từ là Agara. Danh từ này được chia theo lối cách số nhiều, cho nên ở đây là Agarani. Agarani có nghĩa là các gian nhà hay là các căn nhà. Ác ý, danh từ này có nghĩa là ngọn lửa. Ác ý. Động từ đá hát thí có nghĩa là thiêu đốt,
thiêu đốt hay là thiêu cháy. Rồi, cuối cùng trong đoạn này mình có từ pa quá cá có nghĩa là ngọn lửa. Athawa sát agarani agi dahati pa quá khổ, có nghĩa là hoặc là lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ đó. Rồi đoạn tiếp theo mình có đây là Kayasat Veda Dupanyo Nirayang So Papachati, Kaya ở đây được chia theo sở thuộc cách số ít cho nên trở thành là ca giá sát. Ca giá có nghĩa là thân. Thân ở đây không phải là thân thiện mà là cái thân của mình á. Ca giá sát là của thân. Rồi. Danh từ phê ở đây được chia theo xuất xứ cách số ít cho nên là phê đa. Phê đa có nghĩa là từ cái sự hủy hoại hay là từ cái sự hoại diệt. Và cuối cùng mình có Upapachati. Upapachati có nghĩa là động từ này có nghĩa là tái sanh. Tái sanh. Kayasa Veda Dupanyo Nirayang So Papachati. Khi thông mại mạng chung, kẻ có ác tuệ bị sanh vào địa ngục. Rồi ở đây ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch như thế này: hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Và sang địa ngục. Đó là phần từ vựng của bài học Pháp Cú Kinh số 140 ngày hôm nay. Rồi như vậy chúng ta đã xong phần đầu tiên. Tiếp đến mình sẽ như thường lệ là phần duyên sự của bài học.
Cái ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn Ngài nói đến chung trong một cái phần duyên sự kể về trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên. Tức là sư tóm lược thôi, bởi vì phần này lần trước ở trong những cái ngôn pháp cú trước quý vị cũng đã nghe về duyên sự mấy lần rồi. Và cũng chung trong một phần đó Đức Thế Tôn Ngài giảng đến cả bốn cái ngôn pháp cú, đề cập đến 10 cái tai họa đối với một người mà có những cái ác nghiệp, khi mà xúc phạm đến những cái người không nên, nhất là những bậc mà có ân đức, hoặc là những bậc mà không có những cái nội tâm cấu uế phiền não não hại chúng sinh khác, thì khi xúc phạm đến những vị đó đó thì sẽ bị những cái tai họa, nhất là 10 điều. Đức Mục Kiền Liên là một trong số những vị thượng thủ kinh văn, và khi Ngài đã gần đến thời điểm viên tịch đó, thì lúc bây giờ cái sự ra đi của Ngài nó có liên hệ đến một cái hành động của ác nghiệp mà Ngài đã từng tạo trong quá khứ, thưa quý vị. Tức là có một số những cái kẻ ngoại đạo với cái tâm đố kỵ đã thuê mướn những người sát nhân để mà làm hại Kiền Liên. Trong một vài lần đầu Đức Mục Kiền Liên này bị vây hãm, thì lúc bây giờ Ngài đã dùng khả năng thần thông lực của mình để mà biến mất tại khỏi chỗ đó. Tuy nhiên đến cái thời điểm mà các pháp nó được xem như là đã thuộc chín mùi, nó ra đầy đủ những cái duyên của nó rồi, thì lúc bây giờ Ngài bèn Ngài không có thể hiện thần thông, và Ngài đã bị bọn cướp nó sát hại rất là tàn nhẫn. Sau khi đã dùng thần thông lực để mà quay trở về từ giả Đức Thế Tôn, thì Đức Mục Kiền Liên Ngài đã viên tịch Niết Bàn. Trong một cái trường hợp sự việc đó xảy ra, thì các vị tỳ kheo cũng bàn tán về việc Ngài Mục Kiền Liên đã bị người khác sát hại như vậy. Hình như có vẻ giống như có gì đó nó không có được công bằng, nó không có được đúng lắm với cái cương vị của một người sống hiền thiện và có cái tâm không có làm hại ai ở trong cái kiếp đó, nhưng mà tại sao lại bị như vậy. Nhân cái duyên cực sự này, Đức Phật này cũng có trình bày đến cái câu chuyện liên quan đến tiền nghiệp. Lúc mà Ngài còn phàm phu, đã từng có một kiếp vì cái lời xúi dục của người vợ của mình mà đã đưa cha mẹ của mình vào trong rừng, có ý là sát hại để chuốc bỏ cái gánh nặng. Nhưng mà cái sự việc đó, thưa quý vị, Ngài làm á cũng khởi lên cái tâm ăn năn hối hận. Chính vì thế mà nó cũng có một chút gì đó nó còn lưu giữ lại. Và vì vậy, tuy nhiên Ngài cũng không thoát khỏi cái sự cố ý làm hại song thân của mình trong cái kiếp đó. Do bởi nguyên nhân đó mà đã trải qua một cái khoảng thời gian luân hồi. Sau kiếp đó thì Ngài sanh địa ngục, rồi trải qua một khoảng thời gian chịu nhiều những cái ác quả do nghiệp đó đem lại. Và đến đến giai đoạn cuối cùng của đời sống phạm hạnh mà vẫn bị
Sau khi đã kể xong như thế thì Đức Thế Tôn ngài nói lên bốn cái môn bất cứ có liên quan đến 10 cái sự việc mà đối với một người mà có cái tâm sát hại đến những người không nên. Đó là phần duyên sự. Ở đây trong kệ ngôn cuối cùng này á là vẫn trình bày đề cập đến một vài điểm ở trong số 10 những cái tai họa do một kẻ mà có ác tuệ khi đã tái phạm vào thì sẽ có cái hậu quả như vậy. Thì ở đây 10 cái tai họa cho một người làm ác nghiệp có ác tuệ mà khi xúc phạm đến những người không nên, những bậc có giới đức, những người có ân đức to lớn. 10 điều đó là gì thưa quý vị? Thứ nhất á, đó chính là tiền tài bị tiêu mất, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là thân thể bị bại hoại. Thứ ba là bị trọng bệnh bức bách, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là hoặc bị tán tâm loạn trí, tán tâm loạn ý, đó là điều thứ tư. Hoặc bị vua quan áp bách, đó là điều thứ năm. Hoặc bị vu trọng tội, đó là điều thứ sáu. Quyến thuộc bị ly tán là điều thứ bảy. Hoặc tài sản bị tan nát, đó là điều thứ tám. Nhà cửa bị thiêu đốt, bị giặc cướp, đó là điều thứ chín. Và cuối cùng là sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó là tổng kỳ 10 cái pháp mà nó có thể nó xảy đến cho một cái người mà tạo cái ác nghiệp đến những người không nên, thưa quý vị. Nhất là cái trường hợp mà phàm phu á, thì đó là cha và mẹ của mình. Còn đối với người mà không phải là phàm phu á, là không có liên, không phải là phàm phu, thì còn lại là những đối tượng có những ân đức to lớn, có những con người, những đối tượng mà chúng ta không nên tái phạm vào. Bởi vì nếu mà mình xúc chạm á, thì sẽ bị những cái quả rất là khốc liệt. Rồi, như vậy thì cái phần duyên sự đó là như vậy. Quý vị chờ xem một chút, xem có những điểm nào trong phần nghiên sự này thì chúng ta sẽ thảo luận, sẽ trình bày. Rồi, giờ xin nói như thế này. Cái điều thứ nhất đó là ở trong sanh tử khi chúng ta còn là phàm phu đó, thưa quý vị, thì thể mình bị thiếu vắng cái loại phước nào, hay là nói ngược lại là thể mình tạo những cái ác nghiệp mà làm bị tổn phước ở trường hợp nào thì chúng ta sẽ có vấn đề ở lãnh vực đó. Chẳng hạn như nếu như mà một người á, người ta có đầy đủ cả ba loại phước là phước vật, phước đức và phước trí, thì như vậy cái đời sống của họ tuy cũng là trôi chảy ở trong sanh tử nhưng mà nó rất là thoải mái, nó rất là khỏe, chứ không như trường hợp mà mình bị thiếu. Mình bị thiếu hụt về tài vật á, thì chúng ta sẽ bị khó khăn, đau khổ vì tài vật. Mình bị thiếu hụt về giới đức thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại về mặt giới đức. Mình bị thiếu hụt về
về trí tuệ, sự thông minh, sự sáng suốt, thì lúc đó chúng ta sẽ có khó khăn ở ở mặt trí tuệ. Cho nên chính vì thế mà khi mà mình tạo một cái ác nghiệp nào đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ để một cái chủng tử mà nó có thể cho quả. Ở trong những cái trường hợp, nếu như mà trường hợp nó có điều kiện cho quả ở trong hiện kiếp đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ gặp những chuyện không có đáng mong muốn xảy ra ở trong kiếp hiện tại đó. Nếu như mà nó có khả năng cho ở kiếp sau á, thì ở kiếp thứ hai chúng ta sẽ bị vướng phải. Và trường hợp còn lại đó chính là nếu như nó nằm ở trong cái khoảng thời gian là được xem như là hậu báo nghiệp á, thì từ kiếp thứ sau kiếp thứ hai trở đi cho đến chừng nào mà mình không có tái sanh nữa thôi, thì lúc đó nó mới ngừng cho quả. Còn nếu như mà hễ mình có mặt ở trong tam giới á, lúc nào mà nó có đầy đủ hội tụ những cái nhân duyên của nó, thì nó sẽ vẫn cho quả bất kỳ lúc nào. Đó là trường hợp gọi là hậu báo nghiệp. Vì vậy á, có thể nói rằng khi mà mình đã tạo một ác nghiệp trong cái trường hợp nào đó, thì chúng ta được xem như là đã chính thức để lại cho mình một cái hậu quả về sau, từ sau khi mà mình làm xong cái việc đó. Chứ không có nhất thiết là phải chờ cho đến kiếp này, kiếp sau hay là như thế này, như thế kia mà mình mới bị. Nó không nhất thiết là như vậy. Điển hình là trường hợp của hiện báo nghiệp đó. Có một số những tình trạng mà những người người ta làm những cái ác nghiệp ở trong cái cuộc sống, tuy nhiên họ chưa có thấy được cái kết quả nó cho trực tiếp ở trong hiện tại đó. Rồi điều đó họ cũng hiểu biết mập mờ về nhân quả, cho nên khó lòng mà làm cho họ tin tưởng về nghiệp báo. Nhưng mà mình lại không có chịu nhìn ra được là song song đối với trường hợp đó, cũng có những người người ta tạo những cái nghiệp nhưng mà người ta cho quả ngay trong hiện tại thôi. Chúng ta lại không thấy, chúng ta không nhìn vào những trường hợp đó. Mình chỉ có nhìn một mà không có nhìn hai. Như hồi nãy sư đã trình bày rồi, bởi vì cái thời gian cho quả của nghiệp nó cũng phân ra làm ba thứ. Thứ nhất là hiện nghiệp, thứ hai là sanh nghiệp, và thứ ba là hậu báo nghiệp. Chính vì thế mà nó có thể rơi vào trong bất kỳ trường hợp nào. Cái mà mình chưa thấy một nghiệp người ta làm ngay trong hiện tại, một ác nghiệp nó chưa xảy ra, thì mình cho nó là không có, thì như vậy nó cũng không phải, bởi vì nó sẽ có thể rơi vào trong cái sanh sanh nghiệp, hoặc là tức là nghiệp ở kiếp thứ thứ hai sau khi chúng ta, hoặc là rơi vào trong trường hợp của hậu báo nghiệp. Còn lại những cái trường hợp rất ít mà nó có chứ không phải là không, đó chính là những cái ác pháp mà khi mà chúng ta tạo á, nó cho ngay trong hiện tại thôi, nó chỗ rất nhanh, chỗ rất nhanh. Thì điều này nói theo cái phân tích của vi diệu pháp á, của A Tỳ Đàm á, thì nó tùy thuộc vào hai cái yếu tố, tùy thuộc vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là bởi vì nó đạt
cái ác nghiệp mà có khả năng cho những cái quả khốc liệt về mọi mặt xảy ra ngay tức thì khi mà mình tạo, hoặc là trong cái kiếp hiện tại đó, là do bởi nó đạt được hai cái sự cường thịnh. Nó đạt được hai cái sự cường thịnh. Thứ nhất là tâm lực cường thịnh, đó là yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai đó là nó đạt được cái gọi là đối tượng có những cái ân đức, những cái phẩm chất mà chúng ta chạm phải thì dễ dàng cho những cái hậu quả rất là khốc liệt, và nó xảy ra rất là nhanh, xảy ra rất là nhanh. Vì thế mà khi mà một người á, ở trong cái cuộc sống bình nhật của họ, nếu như mà mình không có biết giữ tâm ý của mình nó được yên lặng, hoặc là không có biết an trú thân khẩu ý của mình vào trong cái đời sống của thiện pháp một cách thường xuyên, thì lúc bây giờ cái khả năng khởi lên của ác bất thiện pháp nó rất là cao, cái tỷ lệ sanh khởi của nó rất là cao. Và đồng thời không chỉ có như vậy không thôi đâu, mà nó đạt đến cái sự cường thịnh đó, thưa quý vị. Giữa ác pháp và thiện pháp nó có mối liên hệ tỷ lệ với nhau, nó có mối liên hệ tỷ lệ với nhau. Nếu như mà chúng ta sống làm cho cái đời sống thân khẩu, nhất là tâm ý của mình, nó được yên lạc nhiều bao nhiêu, thì lúc bây giờ ngược lại cái sự bấn loạn, cái sự khởi lên trỗi dậy của ác bất thiện pháp nó sẽ giảm, cái cơ hội của nó sẽ sanh khởi sẽ giảm đi rất là nhiều. Vì vậy một người á mà không có biết giới hạn cái tâm lý của mình ở thưa quý vị, lúc bây giờ họ sẽ có thể bị rơi vào trong những cái tình trạng, chẳng hạn như lời nói, rồi hành động và tư tưởng của họ sẽ đạt đến cái sự cường thịnh của ác pháp. Đây là cái yếu tố thứ nhất mà tại sao có những cái trường hợp đó, nó xảy ra, nó dễ dàng xảy ra ở ở ngay trong cái hiện kiếp. Quý vị biết không? Trên thực tế chúng ta có thể thấy được rằng tại sao có những con người họ vẫn còn những cái bất thiện, tuy nhiên có những cái lời nói mà lúc mà họ sân hận đó, tuy nó rất là khó nghe, nhưng mà dường như nó vẫn có một cái mức độ giới hạn nào đó. Bằng chứng là có những người, người ta bộc lộ về cái khẩu hành của mình, cho thấy trong lòng của họ có cái sự sân hận bất bình, nhưng mà nó vẫn có cái mức giới hạn của nó. Điều này là do cái ác khẩu của họ chưa đạt đến cái sự cường thịnh của tâm ý. Ngược lại cũng có những trường hợp cái khẩu hành của họ thiên về ác pháp đó, nó đạt đến cái sự cường thịnh. Họ có thể buông bất cứ những cái lời nào, những lời thô lỗ nhất, những lời khó nghe nhất, những lời mà có thể nói ra mà làm cho người khác, người ta phải bỏ ăn, hoặc là người ta đau khổ tột cùng. Thì cái đó cho thấy rằng là khẩu hành của họ đạt đến cái sự cường thịnh của ác pháp. Về hành động cũng vậy, tất cả những hành động bất thiện thuộc về thân nó có nguồn gốc từ nơi tâm ý,
nguồn gốc của nó vẫn nằm ở chỗ là tâm ý của họ bị bất thiện chi phối. Nhưng mà bất thiện á, nó cũng có mức độ của nó, chứ không phải sở dĩ mà có những người á, người ta chịu đau khổ nhiều, có những chúng sanh chịu đau khổ khốc liệt hơn, những chúng sanh chịu đau khổ không có thê thảm, không có khốc liệt lắm, đó là do bởi cái nhân tạo nghiệp của pháp bất thiện, nó có cường lực khác nhau. À, nó có cường lực khác nhau cho nên nó tạo ra cái quả sai biệt luôn. À, chứ nó không giống nhau. Vì vậy mà đối với những ai mà mình rơi vào bất thiện, có những hành động về thân nhưng mà vẫn còn giữ được cái giới hạn nào đó thì nó cũng đỡ hơn, cũng đỡ. Còn nếu như mà mình không có giới, biết giới hạn đó, để cho nó đạt đến những cái ác nghiệp thuộc về thân cường thịnh, lúc đó được điều xử bởi những cái ác ý, nghĩ ra những cái cách mà làm đau khổ chúng sanh khác rất là nhiều, thì lúc bấy giờ cái quả khổ đau nó sẽ có mặt, nó sẽ cho quả rất là nhanh. Thì trong những trường hợp như vậy, chúng ta thấy chẳng hạn như thời nay á, thưa quý vị, sẽ có một cái khi đôi lúc khi nghe một vài những câu chuyện hoặc là đi ra ngoài á, mình chứng kiến, mình nhìn thấy cái cuộc sống hiện giờ của con người chúng ta trong cái thời thời điểm này, sư mới có cái sự liên tưởng nhớ đến ở trong một vài điều ở trong cuộc sống lúc mà mình còn thanh niên, nó cách nhau khoảng 20 năm thôi, nhưng mà những cái pháp mà nó vận hành đó, đúng không? Ở trong hai cái bối cảnh lúc mà sư mới có 10 mấy tuổi và cái bối cảnh nó ngay trong cái thời điểm hiện tại này, nó có cái sự khác biệt rất nhiều. Hình như là con người càng trở về thời điểm hồi xưa, đúng không vậy? Người ta có làm ác, người ta có làm bất thiện á, nó cũng có chừng mực, thưa quý vị ơi. Không biết ở đây chúng ta có để ý cái chuyện đó hay không, nó cũng có chừng mực. Chứ nó không phải là theo như sư phụ của sư hay dùng cái từ gọi là quá trời quá đất, quá trời quá đất. Nó cũng có cái chừng mực nào đó, kể cả trong cái đời sống sinh hoạt về cái tư tưởng, bởi vì cái cuộc sống của mình thật ra theo như bản chất của pháp á, nó chỉ là cái sự thể hiện của thân khẩu ý thôi, của thân khẩu ý thôi. Và nhiều con người khi mà chúng ta có cái sự liên hệ sống gần với nhau thì dĩ nhiên nó có sự tương tác, cho nên mình thấy rằng cái thời điểm trước á, dù người ta có làm cái gì thuộc về những điều bất thiện á, thì dường như sư thấy nó cũng ở chừng mực nào đó rồi. Còn bây giờ ở quý vị, trong cái lớp thanh niên hiện giờ, phải nói rằng có những pháp mà hồi xưa chính bản thân sư cũng chưa nghĩ đến những chuyện đó, nhưng mà bây giờ trong thời điểm này cái lớp thanh niên nó lại nghĩ đến đó, thì điều này đó chỉ đạt được cái sự cường thịnh của ác pháp thôi. Đạt nó sự cường thịnh của ác pháp. Chẳng hạn sư nói ví dụ như hồi đó đó, chúng ta nghe rất nhiều đến những cái việc cướp bóc hay là làm hại, chiếm đoạt vân vân của người khác, nhưng mà có một số những câu chuyện sư được biết đó, là có những người tuy là người ta cầm đầu ở một cái băng nhóm, một cái tổ chức bị chính quyền người ta bắt đó, người ta vẫn chừa những đối tượng mà người ta không đụng đến. Quý vị có biết một cái điều là người ta làm cái gì đó, có một vài những cái người được gọi là tướng cướp, người ta làm gì bên ngoài không biết, nhưng mà khi quay trở về gặp những người thân, nhất là cha mẹ, người ta rất là có hiếu. Sư đã từng thật sự chứng kiến được vài trường hợp như vậy, và nói chi xa, kể cả trong chính bản thân ở trong cái xóm sư ở hồi xưa cũng có một trường hợp như vậy. Bởi vì điều đó làm cho sư ghi nhớ về là rõ, tức là có một người đó,
Tới hồi mà người ta đã bị tuyên án tử hình rồi, lúc bấy giờ mới biết là người đó làm ăn cướp. À, và là một nhân vật được xem như là khét tiếng nhưng mà chưa có ai biết mặt. Bởi vì tại mà chính cái người đó là người sống ở trong cái xóm của sư. À, lúc sư còn nhỏ. Chỉ vì sao quý vị biết không? Không biết ông đó ông đi ra ngoài ông làm cái chuyện gì, nhưng mà quay trở ông có một người mẹ, mẹ của vị đó cũng già cả rồi. Nhưng mà khi mà ông quay về trong xóm trong làng đó, đối với cha, đối với người thân, đối với mẹ của ông, nhất là đối với mẹ, ông rất có hiếu luôn quý vị ạ. Cho nên mình không thể nào mình tưởng tượng được. À, chỉ khi nào mà nó đã đổ bể ra thì lúc bây giờ chúng ta mới biết thôi. À, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở những cái thời điểm khác nhau, những cái ác pháp nó cũng có những mức độ khác nhau. Còn bây giờ thưa quý vị, à còn bây giờ nha, nó có nhiều cảnh là thôi thấy nhìn mình thấy oải lắm. À, thậm chí có những lời xúc phạm đến cha đến mẹ rồi rồi lo do ăn chơi, à, rồi do bị chế ngự bởi những cái loại chất say, tinh thần không có được tỉnh táo, không có kiềm chế được, về nhà là bắt đầu làm hại đến đến thân mẫu một cách tàn nhẫn luôn á thưa quý vị. Thật sự là như vậy, một cách tàn nhẫn. Và điều này chúng ta thấy nó cũng là những cái dấu hiệu, à, để cảnh báo cho mình là cái tỷ lệ của ác pháp á, nó đang đi đến cái chiều hướng được xem như là cường thịnh, cường thịnh. Và hơn nữa có một điều thứ hai, à, sư nhận thấy được là thời trước á, mình để ý nó có ít, à, cái sanh mạng của mình á, thì dĩ nhiên là một điều phải chấp nhận rằng nó luôn luôn nó phải chuyện ai cũng rồi phải chết thôi. Nhưng mà những cái nguyên nhân mà dẫn đến sự chết đó thưa quý vị, thời trước đó, nó ít hơn. Còn bây giờ sư thấy giữa sống và chết hầu như có thể nói rằng nó không có cái gì được bảo đảm 100%. Tức là giữa sống và chết nó rất là nhanh. Tại sao nó lại nhanh? Bởi vì nó có nhiều những cái nguyên nhân để dẫn đến sự chết rất dễ dàng. Điều này cho thấy được rằng cái đời sống thân khẩu ý của chúng sanh ở trong thời điểm này đã đạt đến, à, đang đang có chiều hướng đạt đến cái sự cường thịnh của ác pháp, cường thịnh của ác pháp. Cho nên nó mới lòi ra mấy thứ đó được, nó mới xảy ra những chuyện đó. Hơn nữa bệnh tật á, nó cũng kèm theo từ đó mà nó xuất hiện. À, từ đó mà xuất hiện những cái loại bệnh tật. Hồi đó đó cùng lắm là người ta chỉ bị có một vài những cái căn bệnh rất là cơ bản thôi. À, còn bây giờ thưa quý vị, lâu lâu á thông báo ra một số những cái chứng bệnh từ trước giờ chưa nghe, hoặc là đã tìm một số thuốc để mà khắc chế được loại bệnh này rồi, nhưng mà nó lại được thời gian nó lòi ra bệnh khác. Nên thời kỳ này á, mình bệnh tật cũng nhiều hơn hồi xưa á, rất là ít. Sư nhìn thấy những cái bà cụ, những cái ông lão á, ở cái thời điểm trước trong cái lớp của ông bà của sư, sư thấy họ sống rất là khỏe mạnh thưa quý vị. À, thật sự là như vậy, nói chi xa kể cả người bác của sư đây, người bác của sư bây giờ vẫn còn sống ngoài 70 rồi thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà so sánh với tình trạng sức khỏe trung niên bây giờ chưa chắc khỏe bằng bằng bác của sư. À, chưa chắc thiểu bệnh bằng bác của sư. Cái người thời trước đó, người ta giống như người ta sống nó sức khỏe không biết tại sao nó lại ít bệnh hơn thiểu bệnh. Còn giờ mình nó chết già cũng có, chết non cũng có, rồi đang khỏe phay phay vậy đó, rồi tự nhiên phải vướng phải bị một vài những căn bệnh, à, mình suy sụp rồi mình ra đi trong một thời gian rất là ngắn gọn, không có cần phải gia hạn hay là hẹn trước hay là gì đó. Rất là nhanh tích tắc. Chính vì thế mà phải nói rằng
khi mà chúng ta cái tỷ lệ vận hành của thân khẩu ý của mình, nhất là về tâm ý, nó đạt đến cái sự cương thịnh của ác pháp, thì lúc bấy giờ nó sẽ đưa ra những cái hậu quả rất là khủng khiếp, rất khủng khiếp. Mình sẽ gặp phải những cái tai ương nhiều hơn nè, rồi mình sẽ gặp phải những cái sự cướp bóc nhiều hơn, rồi thân của mình sẽ bị bệnh tật nhiều hơn, vân vân, hàng loạt tất cả những điều đó xảy ra. Mà ở đây điển hình là Đức Phật hồi xưa ngày 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 đã trình bày, ngày nói đến 10 10 cái hậu quả ở trong kệ ngôn Pháp Cú này. Vì vậy nếu như mà chúng ta không có liên tưởng đến và so sánh thì lúc bây giờ mình sẽ không có thấy rõ được những lời Đức Phật ngày dạy, không có hiểu rõ. Có một cách rất là hay mà sư có được từ cái kinh nghiệm của vị thầy Tejaniya hồi xưa, thầy thầy có dạy hướng dẫn cho sư thực hành pháp tu tập. Thầy có một cái lời khuyên, một cái lời khuyên rất là ăn ý đối với sư. Đó là thầy nói khi mà chúng ta muốn hiểu biết rõ về chính bản thân mình á, về chính bản thân mình, thậm chí tất cả những thứ, những pháp nó đang vận hành xung quanh mình, thì cái điều rất cần thiết đó chính là chúng ta phải có được một cái khả năng quan sát và so sánh. Quan sát và so sánh, thưa quý vị. Quan sát và so sánh là sao? Tức là mình phải 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 quan sát, ghi nhận cái sự vận hành của ác và thiện pháp. Rồi mình của ác pháp và thiện pháp, rồi lúc bây giờ mình sẽ làm một cái phép so sánh. So sánh ở đây có thể mình so sánh ở trong chính bản thân mình cũng được. Lúc mà mình có ác pháp bất thiện thì lúc đó nó ra sao? Lúc đó nó ra sao? Cảm thọ và tất cả những điều liên quan đối với mình nó như thế nào? Rồi những người xung quanh mà mình sống gần thì người ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nguồn gốc, bởi những pháp bất thiện đó do mình khởi lên, nó ra sao, nó như thế nào. Rồi sau đó mình so sánh, vậy trong trường hợp mình không có những ác bất thiện pháp về thân, khẩu và ý, mà chúng ta đang có những thiện hành về thân, về lời nói và về tâm ý, thì lúc bây giờ nó sẽ ra sao? Chúng ta làm một cái phép so sánh là mình sẽ biết rồi. Đó, thì lúc mà thầy dạy là khi mà mình đã quan sát, thẩm nghiệm, để ý kỹ như vậy và làm một cái phép so sánh, lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về những gì thuộc về lĩnh vực của thiện và bất thiện. Mình sẽ hiểu rất rõ được. Rồi, đồng thời mình hiểu luôn được rằng cái sự lợi ích của pháp nào nó đem lại sự lợi ích, cái gì nó đem đến sự không lợi ích, và cái hậu quả ra sao. Đó là một cái cách thức đó. Cái cách thức rất là hay và chuẩn mực. Nói theo ở trong cái chi phần của Bồ đề giác ngộ, thưa quý vị, nó thuộc về lĩnh vực của trí. Nếu nói theo bảy giác chi thì thuộc phạm vi của trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi tức là sự thẩm sát, sự thẩm sát. Nó hay lắm quý vị. Mình cứ để ý về mình trước. Khi mà đạt được cái sự hiểu biết, mình làm một cái phép so sánh. Khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về hai điều đó. Chẳng hạn như cái người mà ở trong bóng tối, cảm nhận của họ lúc mà ở trong cái điều kiện không có ánh sáng nó như thế nào, rồi xong rồi khi mà họ ra chỗ sáng thì họ sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, họ có thể đi được những chỗ này chỗ kia, không có bị vướng phải những cái trở ngại gây cái sự nguy hiểm, họ cảm nhận như thế nào. Khi mà so sánh chúng ta sẽ tự hiểu ra điều đó. Cho nên đây là một cách
mà thầy hồi xưa thầy đã có chỉ điểm và gợi ý cho sư. Điều này đối với sư rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu, thật sự là như vậy. Cho nên chính vì thế mà nếu như mà chúng ta không có nhận ra được những cái sự tai hại của ác ý mà để cho đạt đến cái mức độ tăng trưởng cường thịnh, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như là tự tự sát, tự hủy hoại chính mình. Và ở đây trong kinh cũng có nói tự hủy hoại chính mình. Chúng ta nên biết rằng là có những con người á, họ dựa trên thân khẩu ý ngay trong hiện tại để mà họ đạt được cái thành công và danh vọng. Nhưng đến một lúc nào đó mà không có biết tự lượng sức mình, coi trời bằng cái vung, thì lúc đó khi nhân duyên nó đã thuần thục, nó chín mùi, nó đã đầy đủ cái mãnh lực để cho hiện báo nghiệp, thì chỉ cần cái cục một phát một, họ không còn một cái gì hết. Từ một người có danh vọng, có tài sản, có gia đình vân vân, rất là thành công, nói chung là từ A đến Z, tiền tài gia đạo, nói theo tử vi gì đó, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà khi mà nó đã đạt đến một cái mức đỉnh điểm nào đó mà nó trở mặt một phát một, là họ quay trở về con số không, mọi thứ. Chuyện này sư cũng đã có chứng kiến rồi chứ không phải là không. Có chứng kiến rồi chứ không phải là không. Chưa cần nói đến cái sự chết mà sanh địa ngục ngay trong hiện tại. Khi mà đã làm những cái phi pháp đến giai đoạn mà bị bắt, bỏ tù, lúc bây giờ tài sản bị biên tịch hết, bởi vì cái đó người ta truy cứu ra cái số tài sản này là phi pháp, nên là biên tịch hết, thôi là mất tài sản rồi, trở về con số không hết. Rồi chưa hết đâu, chưa hết. Bình thường bên ngoài á, điều kiện sống rất là tốt, thân thể rất là mạnh khỏe, nhưng mà bây giờ mình đã bị giam giữ, điều kiện ăn nó thiếu thốn rồi vân vân, quen sống cái đời sống coi như là của đại gia công tử rồi, bây giờ vô trong đó thì đâu có được như vậy đâu. Thì lúc bây giờ bắt đầu nó đổ bệnh, đổ bệnh đó, sức khỏe nó cũng theo đó mà nó sụp. Chúng ta thấy không, nếu mà mình suy xét, mình để ý, mình quan sát kỹ á, nó lòi ra hết mấy thứ đó rồi. Gia đạo thì sao? Trời ơi, trong một gia đình mà cái người cầm đầu, cái người làm chỗ nương tựa cho tất cả những người khác mà đã bị như vậy rồi, tài sản bị biên tịch thì thôi, nếu mà người vợ nào á, mà có tình nghĩa thì đồng cam cộng khổ, còn nếu như mà đa số không có chịu nổi cái cám dỗ mà chưa đến việc là cô đó là cũng còn thanh xuân, có một tí nhan sắc, mà chồng thì đang bị mức án chung thân chẳng hạn, thì thôi nghĩ đến cái chuyện đi đến một cái bến nước thứ hai, chứ còn ai đâu mà ở đó chờ chết chung. Chúng ta thấy không, đó. Nó có chuyện này có mấy không. Rồi con cái á, con cái mà gặp cái gia cảnh như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nó, tất cả những cái dây chuyền hàng loạt nó dẫn đến ngay trong hiện kiếp luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng chẳng qua là những cái điều đó đó, khi mà mình làm một ác pháp, nó chưa đạt đến cái mức độ cường thịnh tối đa thôi. Và những đối tượng đó mình làm á, nó chưa phải chạm đến những cái gọi là những cái cục lửa nóng, đừng có nên bốc vào. Cho nên mình chưa có bị, chính vì vậy mà mình không, chưa có tin, chưa có sợ. Có ngon thì thử làm đi, rồi sẽ biết. Rồi sẽ biết. Khi mà nó đã đạt được đến những cái điều kiện đầy đủ, nhất là hai trường hợp chưa nói tượng, thì lúc đó nó sẽ, lúc đó nó xảy ra. Cho nên đối với cái cuộc sống này, có thể nói rằng mỗi người có một cái vai trò của chính mình. Tuy nhiên cái vai trò mà của Đức Phật á, Ngài xuất hiện
trong thế gian giữ một cái vai trò rất là chủ đạo và giúp đỡ được rất nhiều người. Những người nào đã sống được hiền thiện thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ dạy cho những pháp tăng cao thêm cái sự hướng thượng, không chỉ dừng lại ở đó. Những người nào đang sống ở trong cái tình cảnh bế tắc, rơi vào ác bất thiện pháp, thì Đức Phật Ngài cũng chỉ cho ra thấy được những cái tai hại. Và Ngài thuyết cho những cái, Ngài chỉ cho cái cách thức để hóa giải. Hóa giải. Cho nên quả thật là như vậy, đúng không? Mỗi người ở trong cuộc đời này có thể làm việc ở trong một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề nào đó biệt lập của chính bản thân mình thôi. Tuy nhiên Phật Pháp là áp dụng cho tất cả, nó không có một cái sự phân biệt về ngành nghề hay là đối tượng. Cho nên không phải mà vì cái nguyên nhân ngẫu nhiên mà cái hồng danh của chúng sanh mà tán thán về Bậc Đầu Sư là thầy của chư thiên và nhân loại. Thường mình là thầy á, là thầy ở trong một cái môn học nào đó thôi, chứ không phải là thầy của tất cả mọi người. Còn trường hợp của Pháp á, là thầy của chư thiên và nhân loại là bởi ý lý do đó. Có nghĩa là bất cứ trường hợp già trẻ lớn bé, kỹ sư bác sĩ hay là coi bói hay là cô giáo hay là cướp bóc rồi hay là giang hồ hay là gì, cứ đi vô gặp là Phật có pháp để mà thích ứng hết, không chừa bất cứ một đối tượng nào. Cho nên vì vậy mà đối với cái sự giác ngộ của Bậc Đạo Sư, Ngài nhìn ra thấy được cái sự vận hành, cái nguyên lý mà từ trước giờ hầu như nó không thuộc về cái lĩnh vực trí tuệ của chúng sanh phàm phu. Đó là nguyên lý của nghiệp báo, nguyên lý của nghiệp báo. Và do thấy được như vậy, Ngài mới tuyên thuyết để cảnh báo cho chúng sanh là nếu như mà phạm vào những cái ác tuệ thì sẽ bị những cái tai hại ngay trong hiện kiếp, và ở kiếp sau là bị sanh vào đọa xứ, sanh vào đọa xứ. Đó là như vậy. Thôi sư chấm dứt cái bài giảng ở đây cũng vừa phải lễ rồi. Bây giờ mời quý vị làm những phần còn lại của lớp học hôm nay đi. Rồi cô Nhật Huỳnh sau đó hãy gửi sư cái bài học và suy nghĩ một chút một lát để sư qua bên lớp có sư giảng. Rồi bây giờ xin mời quý vị. Em không biết thai giá và cô nghe pháp có trước máy không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu Cảm ơn Trần Đông và cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ vậy là cô nghe pháp không có trước máy. Mời Quỳnh Quách Thanh Á hồi hướng Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung tỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho room sau khi nghe pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin thành kính cung tỉnh đại đức Minh Hạnh.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha na bhave na sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma na bhave na sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha na bhave na sada sati bhavantu te Tất cả phố hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thưa sa, thưa lành thầy, thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân. Đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đồng sau khi nghe pháp, Vatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thiên ca rôn te tha vi ha ra man da le Thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô Sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Kha ma cha de sa ni kha ma cha yi sa ra Sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te Cha la pu cha ye pi chan da sam pa wa Sang se da cha ta atta o pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sa be pi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu kha la sang kho ho tu sa ma kho va atta ya cha hi ta ya cha Am he arakatu sattammo sabbe pitammaca rino putting sampa punayama dhamma ariya pavedite. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Do phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong room Pháp Cú Kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng. Kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại room Pháp Cú Kinh Xuyên để chúng ta sinh hoạt như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.